Hello, chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh Chồn Hương Đồng Tháp nha. Đây là kênh mới của mình cô chú anh chị. Tại vì mình có một cái kênh Chồn Hương Quyền Hạnh nhưng mà mình vi phạm bản quyền YouTube á, là YouTube đã bớt tương tác cái kênh đó, thành ra mình làm cái kênh mới như thế này để rút kinh nghiệm á. Nói chung là cô chú anh chị là mình làm đồ về trồng hương cái trại của mình cũng khá là nhiều, thành ra cũng mới tập tành làm YouTube, nhưng mà có một cái là mình cũng không có rành về cái bản quyền cho máy đó, thành ra vi phạm bản quyền của YouTube. Thì hôm nay thì Quyền sẽ làm hàng loạt series về trồng hương. Thì hôm nay là ngày đầu tiên mình làm cái kênh mới này, và đây là cũng là video đầu tiên. Thì lời nói đầu tiên kênh Chồn Hương Đồng Tháp của Quyền sẽ gửi đến cô chú anh chị lời chúc sức khỏe và an khang thịnh vượng và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống nha. Và để kênh Chồn Hương Quyền Hạnh chia sẻ kênh Chồn Hương Đồng Tháp á, thì hôm nay kênh mới đó thì chia sẻ với cô chú anh chị qua những clip về kỹ thuật chọn con giống, rồi kỹ thuật nuôi trồn hương, rồi kỹ thuật trị bệnh cho trồn và kỹ năng là cho trồn sinh sản như thế nào, và mình nhận biết con trồn nó có sữa như thế nào và không có sữa như thế nào, và nuôi con có tốt không, và con trồn thai con như thế nào và cách khắc phục. Thì mình ra hàng loạt video clip như thế, thì mong bà con mình á, ai có nuôi trồng hương rồi á thì cái đó là rất là dễ dàng bỏ qua cho, và ai mà chưa có từng nuôi trồng hương thì muốn nuôi cái con trồng hương như thế này thì quý cô chú anh chị mình nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh, một chia sẻ để Quyền có động lực để chia sẻ cho nhiều clip quý cô chú anh chị mình xem và rút kinh nghiệm để nuôi con trồng hương nó được thành công và hiệu quả kinh tế cho gia đình mình nữa. Và hôm nay là cái clip đầu tiên thì Quyền nói về cách chọn con giống trồng hương đấy cho người mới nuôi trồng hương, và chọn con giống như thế nào là đúng và như thế nào là có chất lượng nhất. Thì cái con trồng hương á, thì nó rất là khó nuôi với những người quan niệm là những người chưa từng biết về con trồng hương, và nó như là gọi là khó nuôi. Tại sao 10 người nuôi, bạn bè tôi và có những người điện thoại cho em và nói là tại sao con trồng hương 10 người nuôi là chỉ có 2 người thành công thôi. Cái này tôi cũng kính thưa với cô chú anh chị mình là cái con trồng hương đó, tại sao nhiều người nuôi mà ít người thành công? Đó là bước đầu là con giống. Do con giống nha quý cô chú anh chị, con giống của quý cô chú anh chị mua lựa cái trại uy tín, có địa chỉ hẳn hoi cho vô tham quan rõ ràng, và mình chọn những con giống mạnh khỏe, mắt sáng, long ánh kim, rồi nhanh nhẹn. Đó là những yếu tố tiên quyết, và phân phải tốt. Đó là những yếu tố tiên quyết để chọn tới cách con trồng hương mình để mình nuôi để sinh sản sau này. Và cái yếu tố mà để thành công về con giống đó thì cô chú anh chị mình hiện nay có rất là nhiều kênh và có rất là nhiều cái hộ để bán trồng giống. Nhưng mà cô chú anh chị mình hãy là người tiêu dùng thông thái nhất, và hãy chọn cho mình một cái trại uy tín, một cái trại ví dụ như đặt niềm tin vào đó. Cô chú anh chị mình đến tham quan và đến vài lần để mình chọn cái con giống mình cho nó chất lượng nhất. Tại vì thưa cô chú anh chị là con trồng hương, cái giá trị kinh tế của nó về cái giá trị mặt con giống cũng rất là cao, và nó cho mình cái giá trị kinh tế cũng rất là cao. Và khi cô chú anh chị mình á không có chọn con giống mà như là theo cái tiêu chí như em nói nãy giờ đó, thì cô chú anh chị mình dễ bị thất bại từ con giống. Tại vì sao? Ví dụ như cô chú anh chị mình mua con giống không rõ, nó không rõ nguồn gốc, hoặc là con giống mà cô chú anh chị không được xem, cô chú anh chị không được tận tay, tận mắt, và điện thoại là người ta giao tới nơi, thì bảo đảm với cô chú anh chị là sự thành công nó sẽ không đến, nhưng mà nó đến sự thất bại mà thôi. Đó là Quyền chia sẻ về con giống. Và thứ nhất, thứ hai nữa, khi đã có con giống sạch bệnh tốt rồi thì cách làm chuồng làm như thế nào là nó hợp lý nhất? Thì theo như từng trải của Quyền á, thì cách làm chuồng hợp lý nhất cho con trồng hương để mà nó sinh sản, nó sống tốt trong cái môi trường của cái chuồng của nó và sống sinh sản tốt. Thì cái chuồng á là bề ngang 60, chiều cao 60 và sâu 80 cô chú anh chị nha. Đó là những cái cách mà mình chuồng đây. Giống như cái chuồng này thì mình bề ngang là 60 và sâu vào là 80 và chiều cao là 60. Để cô chú anh chị mình làm cho nó đúng cách, và khi chọn con giống đúng sạch bệnh thì mình có cái chuồng nữa là mình chuẩn bị là mình bắt đầu mình nuôi. Và những cái bước tiếp theo mình nuôi con trồn, mình sẽ cho ăn thứ gì thì mình từ cái trại ban đầu, quý vị mà quý cô chú anh chị mà bắt con giống đó thì cho ăn cái thứ gì thì mình về mình cứ cho ăn cái thứ đó. Mình muốn đổi cho ăn, thí dụ như chỗ đó cho ăn cá sống thì mình cho ăn cá sống, mà chỗ đó cho ăn thức ăn thì mình cho ăn thức ăn. Mà cô chú anh chị mình á, có nhiều cái trại mà về mà mình ăn cá sống mà về muốn tập cho ăn thức ăn cũng rất là dễ dàng thôi cô chú anh chị. Mình tập cho ăn thức ăn qua thức ăn là mình muốn tập thì tập thôi, không có gì khó hết. Những cái điều đó thì cô chú anh chị chưa biết tập thì có thể là liên hệ với em số điện thoại bên góc màn hình, và em sẽ gọi là tư vấn cho cô chú anh chị để có tập cho con trồn mình ăn thức ăn nó như thế nào và ăn những loại thức ăn gì nó đạt được cái dinh dưỡng cho con trồn. Tại vì cũng có em cũng có nhiều anh em nuôi bằng thức ăn thì cũng có trao đổi thì cũng thành công, và đó là tùy cái địa phương có nguồn thức ăn gì thì mình chủ động được thì tốt thôi nha cô chú anh chị, chứ không có ảnh hưởng gì cả. Theo gì ăn con cá thì cũng vậy, và ăn thức ăn thì nó cũng vậy thôi, nhưng mà về cái tùy theo cái tình hình ở địa phương. Ví dụ cho có những địa phương nó không có cá hoặc là không có nguồn cá thực phẩm tươi sống nhiều thì đành phải cho ăn thức ăn. Còn như ví dụ như ở em đây thì ở miền Tây thì trại em ở thành phố Sa Đéc thì nói chung là cái nguồn thực phẩm tươi sống á, thì em chủ động được, thành ra là mình cho ăn bằng thực phẩm tươi sống thì em thấy nó cũng tốt, và thức ăn thì nó cũng tốt thôi. Để chia sẻ với cô chú anh chị á, rồi mình chọn con giống, rồi mình làm chuồng, rồi cô chú anh chị mình khi mà về cho ăn thức ăn rồi, và lượng thức ăn là bao nhiêu vừa cho nó đạt được cái dinh dưỡng thì cô chú anh chị mình á, video clip sau thì em sẽ chia sẻ về cho ăn bao nhiêu là đủ và dinh dưỡng cho ăn như thế nào và bổ sung những chất gì để con trồn mình nó phát triển tốt trong môi trường nuôi nhốt, và nó phát triển tốt và nó lên giống và nó sinh sản tốt. Và lời nói cuối cùng thì em xin kính chúc cô chú anh chị được dồi dào sức khỏe và thương quý em. Thì kênh mới của em đây thì cho em đăng ký một like và một chia sẻ nha, một đăng ký kênh và một chia sẻ để em có động lực làm thêm nhiều video clip nữa để cho cô chú anh chị mình gọi là chia sẻ những cái kinh nghiệm mà em đã từng trải qua để cô chú anh chị mình tích góp được để chia sẻ với cô chú anh chị, để sau này cô chú anh chị làm cái đó cái hành trang để muốn nuôi cái con động vật hoang dã như thế này là mình được thành công hơn và kinh tế gia đình mình được ổn định hơn, phát triển hơn, chứ không phải là mình nuôi để là thất bại. Xin chào cô chú anh chị, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.